Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sửa rễ cho cây mai lần 2. Thì đây là cây mai của mình được 9 tháng tuổi các bạn. Khi mà cái cây mai con mình mới trồng vào cái bầu đất này là mình vũ đất rồi mình sửa rễ lần 1 rồi các bạn. Thì hôm nay được 9 tháng thì mình sẽ bươi đất ra để sửa rễ lần 2. Thì mình coi cái rễ nó có bị chéo thì mình sửa lại các bạn. Thì các bạn xem ở đây nè. Cái rễ nó bị chéo. Cái rễ này nè, đáng lẽ nó nằm ở đây nè mà nó chéo qua bên đây nè. Rồi bây giờ cái rễ này nó dư các bạn, mình cắt mình bỏ. Đó, rồi bây giờ mình sẽ nhổ cái rễ này lên để mình sửa qua bên đó. Còn cái rễ này nè, mình cũng sửa ra, mình nhổ lên mình sửa lại luôn. Bây giờ mình dịch qua bên đây. Cái rễ nó chéo qua nè, nó mình kê dịch qua đây để sửa lại. Mình nâng qua từ từ thôi. Đó, mình lấy cái cây mình ghim xuống không? Bây giờ mình chia đều hết rồi đấy, rễ nó thẳng ra hết rồi. Đây
còn cái này nó hơi vấu vô đây nè các bạn. Bây giờ mình cũng nâng ra luôn. Vô mình lấy cục đất thêm như đây rồi. Giờ cơ bản mình sửa xong rồi các bạn. Đó, mình chia đều ra hết rồi ha, cái rễ nó thẳng ra hết rồi. Cái cây này nó cũng tính ra hơn 10 cái rễ đó các bạn. Rồi giờ mình lắp đất lại. Lắp đất xong rồi các bạn dùng cái dưỡng rễ mình tưới cho nó ha. Mình tưới khoảng 2-3 lần đó, cách nhau một tuần một lần, mình tưới khoảng 3 lần. Mình sửa rễ xong thì mình tưới cái dưỡng rễ cho nó. Rồi video của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.